Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Về Tây Phương có A Di Đà, ở cõi đây có Phật Thích Ca. Phật hai nước phát tâm là độ dân chúng nơi ta bà. Về bên cõi A Di Đà, cạnh quang cõi A Di Đà, ngọc lưu ly xây hành lang, dùng châu lưới bao quanh nhà, hàng cây bóng sung la đà, đường đi cùng chân châu ngà, hồ ao có sen băng vàng, tòa tự hoa xa hào quang, màu sen trắng xanh hay vàng, hào quang sáng lên muôn ngàn, để giang đón dân ta bà. Cõi đây trôi lên nhạc trời, người được nghe ưu sầu vơi, hạt mưa xuống đươm hoa trời, tỏa hương đến thơm cho đời, người nghe sẽ an muôn đời. Mỗi khi gió lay cây cài, tạo ra tiếng âm thật thanh, dạy dân chúng nên tu hành, hãy tinh tấn cho chuyên cần, quả tâm đức mau viên thành. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật xưa có ra lời thề, mở rộng thêm bang lạc quê. Vậy ai đã mong sanh về thì nên chớ tâm si mê, Phật giáng đón đưa ta về. Cõi Tây ấy không luân hồi, vậy người ơi mau về thôi, niệm thông suốt khi đi ngồi, để ưu não không đâm chồi, tòa sen bao ta lên ngồi. Này ta hãy mau niệm Phật, để nghiệp duyên không chồng chất. Chân gian vốn không chân thật, thì sao hãy không niệm Phật, niệm danh Đức Di Đà Phật. Người ơi hãy mau tỉnh lòng, đừng để cho tâm chạy rong, vì còn đắm mê danh vọng, tự sanh ấy luôn xoay vòng, lạc bạc nước không xanh đâu. Nguyện cho những ai niệm Phật được thân thể luôn bình an, được tâm ý luôn thanh nhàn, vượt gian khó trong muôn ngàn, lòng ưu não mau. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Đại Từ Đại Bi thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Con xin trước nơi chư Phật từ quý Tam Bảo, nương theo pháp tăng tu hành lìa xa cõi lầm mê. Quyết tâm niệm Phật cầu đến Tây Phương, được bắt thôi chuyện chứng qua Bồ Đề độ khắp chúng sinh vô cùng tận. Nguyện mười phương chúng sinh đồng cùng con vãng sanh. Nguyện mười phương chúng sinh được quay về Tam Bảo. Nam mô con nguyện cứu huyền cùng thế giới khắp nơi an vui. Nương theo bốn nguyện từ dưỡng Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba. Dục hồi khổ tạo cấp niệm Di Đà.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Đại Từ Đại Bi thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Xin trước nơi chư Phật từ quý y tam bảo, nương theo pháp tăng tu hành lìa xa cõi lầm mê. Quyết tâm niệm Phật cầu đến Tây Phương, được bắt thôi chuyện chứng qua Bồ Đề, độ khắp chúng sinh vô cùng tận. Mười phương chúng sinh đồng cùng con vãng sanh. Nguyện mười phương chúng sinh được quay về tam bảo. Nam mô con nguyện cứu huyền, cùng thế giới khắp nơi an vui, nương theo bốn nguyện từ an dưỡng Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nương theo bốn nguyện từ bi về an dưỡng Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Pháp này là ánh sáng con đi, mẹ hãy theo con niệm Phật A Di Đà. Niệm A Di Đà niệm mãi mãi không quên, đến khi qua đời mẹ được về cõi Tây Phương. Một kiếp người rồi sẽ trông qua mau, tội phước đâu ai chịu nhận thay cho mình. Lục đạo luân hồi nghiệp đó không sai, phước danh lên trời tội kia phải mang đọa đày. Mẹ ơi mẹ hãy nghe đây, những điều Phật thuyết trong kinh Di Đà hướng về phương Tây. Chừng mười muôn ức cõi nước chư Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Giáo chủ là Phật hiệu A Di Đà. Phật A Di Đà tiếp dân chúng sinh, đã hơn mười kiếp không ngừng hóa độ. Bất luận nữ nam ai nghe danh ngài, khởi lòng vui sướng nhớ nghĩ không quên, đến khi qua đời
hoa sen muôn cánh về nơi tịnh độ. Cõi A Di Đà đã lìa tứ sinh, sống trong vui sướng không còn khổ đau. Muốn được vãng sanh Tây phương nhiệm màu, một lòng tin tưởng tâm chẳng nghi nan, phát tâm vô thượng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Một kiếp người rồi sẽ trông qua mau, tội phước đâu ai chịu nhận thay cho mình. Lục đạo luân hồi nghiệp đó không sai, phước sanh lên trời tội kia phải mang đọa đời. Mẹ ơi mẹ hãy nghe đây những điều Phật thuyết trong kinh Di Đà, hướng về phương Tây chừng mới muốn ức coi nước chư Phật. Có một thế giới tên là Cực Lạc, giáo chủ là Phật hiệu A Di Đà. Phật A Di Đà tiếp dân chúng sinh đã hơn 10 kiếp không ngừng hóa độ. Bất luận nữ nam ai nghe danh ngài, khởi lòng vui sướng nhớ nghĩ không quên. Đến khi qua đời hoa sen muôn cánh về nơi tịnh độ. Cõi A Di Đà đã lìa tứ sinh, sống trong vui sướng không còn khổ